Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel Thiên Phụ Audio. Thì hôm nay mấy anh em đi ráp cho khách bộ dàn. Đây là bộ dàn clip. Thì hôm nay mình làm clip này là để mình thực tế cho mọi người thấy là mình đi ráp, và mình sẽ là hướng dẫn cho mọi người sơ qua làm sao để ráp một bộ dàn. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người chuyển đồ vào, rồi lát nữa đến giờ lắp ráp thì mình sẽ tiếp tục mình quay để mọi người cùng nhìn thấy, rồi xem cái cách lắp ráp như thế nào. Ok, thì bây giờ mình tạm tắt camera để lát nữa mình sẽ quay tiếp ha. Ok, và đây là anh Mr. Duy, anh ấy đang khui thùng. Đây là clip một thương hiệu đến từ Mỹ. Bộ này thì xấp xỉ hơn 100 gì đó. Cái này là nhập khẩu nguyên chiếc luôn, made in USA luôn. Ai mà thích chơi hàng chính hãng thì cứ liên hệ ha. Quay đầu lại. Đây, clip này, có chữ ký rồi series đầy đủ hết. Made in USA luôn này. Cái này là hàng nhập nguyên con luôn nhé. Main Watch for El Bro. Thông thường thì cứ mang tới nhà khách để phép ráp. Này là khách cũng đặt online luôn, vì trong mùa dịch ấy, cho nên là khách cũng không thể tới showroom được. Với sự tin tưởng cho nên là khách kêu tới ráp luôn, chốt đơn luôn. Một bộ dàn hơn 100 triệu mà khách không cần nghe. Gọi qua online rồi tới ráp luôn. Như vậy là khách cũng khá là tin tưởng, cho nên là anh em sẽ cố gắng làm sao mà tối ưu nhất cho khách hàng. Và đây là cụ súp. Súp này súp 4 tấc. Vì phòng khách cũng rộng cho nên là lắp súp 4 tấc luôn. Đồng bộ cả clip hết luôn. Úp lại. Đố không tay. Bên này không thế lắm. Rồi. Đây ha mọi người, hàng nguyên siêu hết ha. Thì trong clip này thì bên mình cũng có là chia sẻ làm clip mấy lần rồi. Hôm nay thực tế lắp ở nhà khách để cho mọi người nghe thử chất âm. Rồi, tiếp tục khui con thứ hai. Cái này thì mọi người mới biết thông tin, có thể là truy cập vào trang web đó. Thì cái này là hàng chính hàng cho nên nó sẽ có đầy đủ thông tin ở trên các trang web hết á. Dòng này nó cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam từ lâu rồi. Hồi trước thì người ta chuyên cho bên high-end, hi-fi. Hiện nay người ta với nâng cấp, người ta với ra thêm những một số mẫu để mà chuyên cho karaoke với lại nghe nhạc. Bộ này thì thèm kèm theo đầu karaoke. Ok, và đây là công đoạn mà mình đang còn ráp. Thì bộ này xài một cái main, rồi là vang số cái 180, quản lý nguồn Micro JBL. Đây là nhé, đang đốt loa. Cái dòng loa này nó hầu như nó xài chạm vặn đít hết, không có xài jack thích công. Giảm đi sự suy hao của tín hiệu. Thì đây là main 4 kênh, cho nên là mình sẽ dùng hai kênh đánh cho hai loa full.
còn hai kênh lại thì mình sẽ đánh dồn kênh, mình sẽ đánh một loa để đánh để dùng cho súc, tức là dồn công suất lại với nhau á để mình dùng cho súc. Hai kênh này là mình sẽ đánh súc này. Loa này loa có 10 inch nên là cũng khá là nhỏ gọn. Tuy nhỏ vậy thôi, lát thử mọi người nghe xem là nó đánh công suất như thế nào. Thông thường thì lắp bộ dàn trên 100 triệu thì mọi người chắc chắn là phải nghe thử, phải tới showroom xem này kia. Nhưng mà đây là khách hàng cụ là giới thiệu á, cho nên là không cần phải ghé hay xem hay gì hết. Báo giá xong là chốt luôn. Thì như vậy là chị rất là tin tưởng. Đây là bạn Mr. Duy, bạn ấy đang ráp đầu karaoke. Mình đang xài đầu Việt Ca. Ok, thì làm từ sáng đến bây giờ cũng đã xong. Thì lúc đầu là mình tính là sẽ ráp ở đây, nhưng bởi vì là chị khách muốn yêu cầu là không gian này sẽ nghe đủ hết á, cho nên là mình sẽ treo loa lên trên này. Đó. Thì sáng giờ mấy bạn treo loa cũng đã xong rồi. Đó. Thì tại vì là muốn phụ hết không gian này thì phải treo loa ở hướng này thì mới là tất cả ngồi ở đây đều có thể nghe được. Đây, như khu này là khu là chị muốn là ngồi đây để mà ca được, cho nên là bắt buộc mình phải treo lên góc này. Đó. Thì sáng thì mấy bạn đi dây và treo xong xuôi rồi. Thì bây giờ đến lúc mình sẽ tune hệ thống. Và bộ dàn này thì mình xài main watt power 4 kênh. Hai kênh này mình sẽ đánh full, còn hai kênh này thì mình đánh dry để dồn kênh lại để đánh súc. Đây là bộ máy mình ráp cho chị. Đó. Nguyên hệ thống. Và đây là súc. Thì chắc chắn mong sao là nó sẽ phụ được cái không gian này. Ok, và bây giờ mình sẽ vào mình tune hệ thống ha. Rồi, thì bộ này mình xài cái 180 á. Cặp loa nhỏ như thế này mà để phụ không gian này là phải tune hết sức là chi tiết và cẩn thận đây. Khá là rộng, không gian này khoảng tầm 40 m² á. Đấy, 40-50 m² mà phòng mở. Dạ đó. Đấy, chỉ khách kêu là 60 m². Đây, làm gì làm sao để cho cặp loa này để phụ hết không gian này. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ tune hệ thống ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ trước tiên thì mình sẽ cân delay trước. Đó, mình sẽ reset hết thì mình cân delay. Chưa đấu mát cho nên nó bị giật mọi người này. Đó. Đó, có tiếng hả? Rồi mình tạm tắt để mình cân delay, xong rồi lát nữa xong xuôi á mình sẽ mở lại cho mọi người nghe ha. Ok, thì nãy giờ mình đã setup xong, cân delay xong, thì bây giờ mình sẽ mở cho mọi người nghe xem là âm thanh nó có phụ đều không gian này không. Còn mình ở ngoài mình nghe thì từ súc đến full là nó là phụ rất là đều rồi. Để mọi người cùng nghe ha, để mình đi ra ngoài mình quay xem cho mọi người nghe ha. Sẽ chọn một bài. Cho mọi người cùng nghe ha. Lúc đầu thì cứ nghĩ là nó không phụ được, nhưng mà khi tune xong á, set xong á, khá là ok luôn. Đấy. We'll be right back.
là đều luôn mọi người. Đứng đây vẫn có thể nghe được hết luôn đó. Đây là hoàn toàn là phòng mở hết luôn. Mọi người có thể là đeo tai phone vào để nghe xem là xúc nó phụ có đều không ha. Tất cả đều là phòng mở hết, mở cửa hết luôn, với không gian khá là rộng. Đó. Thì lúc đầu á, mấy anh em cứ nghĩ là cặp loa này nó sẽ không phụ được không gian này đâu, nhưng mà ai ngờ rằng là nó phụ khá là tốt, đứng ở cuối phòng luôn, nghe rất là đầy tiếng. Thì cái này mình cũng muốn đầy hay không á thì mọi người phải chú ý đến vấn đề delay rồi đạo pha. Nếu mà delay với pha không tốt á, thì nó sẽ bị triệt tiêu rất là tận. Một cái súp 4 tức mà đánh ở phòng 60m², phòng mở mà nghe được súp như vậy thì khá là ổn rồi. Mình đi xung quanh, tất cả xung quanh đều nghe súp hết, đầy đủ hết. Rồi thì bây giờ mình sẽ setup mic. Ok, thì nãy giờ mình setup xong và mình vừa setup mic xong. Thì bây giờ mình sẽ hát một bài mình test thử, rồi khi đó mình mới bàn giao cho khách hát. Đã xa nhau trong tầm tay, có lẽ duyên này người hỡi khi mai đã bay về. Miệng mơ che lối, còn là gì bên anh ấy? Giờ người đã xa, xa thật rồi. Nếu mai này đời ta lại không có nhau, xa nhau thật rồi. Còn là gì bên anh đây? Giờ thì ta đã xa nhau vẫn vương. Còn là gì này người hỡi, cứ muốn bay về, miệng mơ che lối. Giờ chỉ còn lại những kỷ niệm ước mơ, mơ xa rồi. Nếu mai đây đời ta lại không có nhau, xa nhau thật rồi. Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xếp nhau chờ mơ là quên. Ngày đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như thầm lặng im muôn kia. Vì đó nếu biết sẽ mất nhà, ta cứ xếp nhau như bao người qua. Vì đó nếu biết trước đơn đau, ta cứ như chìm mình im ca hát. Một bóng sáng xa xôi.
nếu mai về đời ta lại không có nhau, xa nhau thật rồi. Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quên là hơn. Ngày đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như không lặng im một kia. Tình đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau như bao người qua. Tình đó nếu biết trước đơn đau, ta cứ như chim lặng yên ca hát. Và đây là chị khách, chị đang hát để test thử. Không gian này là 60m2 mà nó bao phủ đều luôn, rất là ok luôn. Dừng tại đây ha.
Hello, thì nãy giờ thì quên, từ sáng giờ thì cũng anh em cũng đã ráp xong xuôi rồi. Mà lúc này thì mình trước khi về mình chưa có chào mọi người á. Nên bây giờ mình mới nhớ, hồi nãy mình chưa chào mọi người. Thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một video clip tiếp theo. Thì nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe để mình có thêm động lực để mình làm thêm những clip hay hơn để cùng nhau chia sẻ với mọi người. Xin tạm biệt mọi người.